Chào tất cả mọi người. Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Hai vợ chồng mình đang đi bộ tới cái viện bảo tàng tên là Fitzwilliam. Cái viện bảo tàng này là được thành lập vào đầu thế kỷ 19, tức là theo mình nhớ, mình có đọc là năm 1816 là được thành lập cái viện bảo tàng này. Và cái viện bảo tàng này là thuộc của Đại học Cambridge các bạn. Cũng có mấy lần định vô rồi, nhưng mà việc này việc nọ, cái lúc cuộc mình chưa vô, mình nói mình qua hoài mà lúc nào mình đừng đi coi được. Thì hôm nay là hai chồng mình đi ra qua bên đó nè các bạn nè, vừa sẵn đi chơi luôn, đi dạo luôn. Các bạn đi theo mình coi nha, coi viện bảo tàng. Isa đang tranh thủ. Đi sang vừa đi vừa hửi bà kéo lại lôi sệt sệt luôn. Cái tòa nhà bên đây tòa gì mà to vậy? Giống như tu viện hả? Ồ, tu viện thiệt. Em thấy có thánh giá kìa. Thấy không? Cái thánh ngay cái cổng á, ở trên có thánh giá màu đỏ đó. Mà trường học á, có 31 trường cao đẳng ở đây mà. Chưa tính đâu đó. Vậy đó. Hi. Mình
mình đi bên đây. Chậu bông đẹp quá không? Đâu à, mở cửa cho coi. Các bạn thế hệ mới là không biết cái này đâu nè, ta vẫn giữ lại kỷ niệm nè. Ngày xưa là đi giữa đường mà muốn gọi điện thoại là phải vô mấy cái này, bây giờ ai cũng có mobile hết. Mình đang đi ngang qua cái trường này là dạy dạy về làm tòa án hả? Thẩm phán được vậy. Mình nghĩ vậy. Quay một chút cho các bạn xem ha. Năm 2024 á. Everyone. Hiện giờ là mình đã vô trong viện bảo tàng rồi các bạn, mà mình vô có một mình thôi. À, còn ông xã mình lại dẫn Isa về lại rồi các bạn ơi, vì là ở đây người ta không có cho cúng vô. Lúc trước ông xã mình vô đây một lần rồi thì ảnh thấy có người dẫn vô đó, dẫn cúng vô đó, thì ảnh tưởng đâu là ở đây là chó được vô. Nhưng mà thật sự những con chó vô đây là những chú chó đặc biệt được huấn luyện để giúp đỡ chủ đó thì mới được vô thôi các bạn ơi.
Hồi nãy hai vợ chồng mình dẫn Isa đi các bạn, mà ở đây người ta không cho Isa vô. Ông xã mình dẫn Isa về rồi, thì mình ở đây mình đi quay mấy cái bức tượng này các bạn. Xưa lắc xưa lơ, đúng là đồ cổ. Mình không có rành mấy cái này lắm, đi coi vậy cũng hay lắm nha. Các bạn cứ đi coi với mình, nhưng mình quay thêm ngoài những cái bức tượng là mình quay thêm những cái thông tin đó người ta đăng á. Các bạn đi coi nha, đẹp ghê luôn á. Cái này các bạn giống như mình cưỡi ngựa xem hoa thôi. Mình đi vài tiếng đồng hồ không nhầm nhò gì hết. Hồi nãy mình qua cái khu gốm sứ các bạn, mình coi từng cái, không thể nào coi hết được. Mình ví dụ như mình coi bên gốm sứ của người Hoa ha, gốm thì mình chỉ coi một số cái, rồi gốm sứ của người Nhật mình coi một số cái, và người châu Âu. Còn mà coi từng cái không thể nào hết được. Cái này mà có thời gian á, mỗi ngày vô coi một phần, vô mỗi ngày vô coi một phần, mình nghĩ chắc mất cả tuần á, cũng chưa xong đó các bạn. Nhiều lắm, nhiều thứ để coi lắm. Thật sự là mình á, rất là ít đi viện bảo tàng. Nhưng mà mỗi lần đi á, tự nhiên mình thấy mình nhỏ bé các bạn. Mình thấy cái tầm hiểu biết của mình nó hạn hẹp lắm. Lâu lâu nên đi một lần như vậy. Thấy có những cái mà mình thấy trời ơi, từ ngày xưa mà người ta đã làm được những cái món đồ mà mình nhìn mình không nghĩ ra luôn á. Đẹp quá. Mình thấy ở đây nè, cái viện bảo tàng này xây là cách đây là đầu thế kỷ 19, tức là hơn 200 năm rồi mà nó đẹp quá các bạn ơi. Mình cứ đi tới đâu mình thấy mình quay, mình không có nói nhiều là tự vì mình cũng không có thuộc quá giỏi về những cái cổ vật ha. Mình cứ quay, các bạn cứ ngắm, thấy thích lắm các bạn. Mới coi xong rồi các bạn, xong thì cũng phải chưa xong đâu, nhiều lắm.
nhưng mà cũng mãn nguyện. Bây giờ mình đi về một mình thôi, ông xã mình cũng về nhà trước rồi. Giờ đi bộ về ha các bạn ha. Hôm nay là ta mở cửa tới 5 giờ thôi. Thành ra đang coi mà người ta thông báo là người ta sắp đóng cửa đó. Thì mình đi ra, mình đi về. Các bạn coi 5 giờ chiều mà trời còn nắng tươi như vậy đó.